Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Lê Nguyệt. Truyện ngắn được mang tên Vuốt mắt cho cha. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Ông một mất chỉ có một tuần mà nhà ông đã xảy ra chuyện gia môn bất hạnh. Nhưng cho đến qua 100 ngày thì sự thật mới được phanh phui. Năm ông mất thì đã 84 tuổi. Ông bệnh nhiều lắm nhưng luôn giữ bí mật với đám con cháu nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Đêm tối nằm ôm lấy ngực, thở không ra hơi. Vậy mà sáng lại thì giác cuốc đi sừng sừng ngoài đồng. Có khi vẫn điếu thuốc rê, mồi lửa hít một cái rồi bỏ ngang vì quá mệt. Ông bị nghiện thuốc, nghiện đến nỗi biết mình hút như vậy có khi sẽ chết bất đắc kỳ tử, nên ông chỉ đốt rồi để xa xa nghe mùi khói cho đỡ cơn nghiện. Ông một có đến 8 người con, 4 trai 4 gái. 3 đứa con trai đã có gia đình, chỉ thằng thứ 3 là đến giờ vẫn ở dậy. Dù anh chị em cứ đốc xúi lấy vợ nhưng anh vẫn cười hề hề rồi bỏ qua. Thoát cái cũng đã ngoài 50 tuổi chứ nhỏ nhoi gì. Thằng Út ở chung với ông và anh ba vì nó thôi vợ có một đứa con gái. Đất đai ông nhiều, ở xa nhà, ông cho mỗi đứa con một miếng. Bọn họ cất nhà trên đó và cũng thường xuyên tới lui với cha mình. 8 đứa con đều có hiếu với ông. Tuổi già của ông cũng an yên, cho nên khi cảm thấy mình không được khỏe, ông cũng không muốn con mình bận lòng. Vợ ông chết trẻ, lung mới 40 tuổi. Ông gà trống nuôi con đến khi dựng vợ gả chồng cho chúng, coi như cũng tròn trách nhiệm làm cha rồi. Rồi một bữa, sáng ông không dậy nổi. Khi các con phát hiện ra thì ông đã ngưng thở. Chúng hoảng kinh xốc cha mình đi bệnh viện cấp cứu. May mắn là cấp cứu kịp thời, nhưng các con đã biết cha mình không còn mạnh khỏe như xưa. Tuổi già đã ập tới rồi. Họ thay nhau chăm sóc, phụng dưỡng cha mình. Tình cảm ấy khiến ông nhanh chóng bình phục, sống khỏe mạnh thêm một thời gian nữa. Hai anh em của ba và Út thuận thảo đề huề. Đám con trai và dâu rể hiếu thuận lâu lâu gom nhau lại bù khú, đờn hét cho cha mình vui vì ông rất thích những buổi sum họp như vậy. Đứa cháu nội gái con thằng Út cũng được 10 tuổi, luôn quấn quýt với ông. Chuyện gì nó cũng rỉ rịch kể ông nghe. Từ chuyện đi học ở trường đến những chuyện cô bác nó nói với nhau, cho nên ông biết rất rành về các con mình. Có những chuyện éo le mà ông định gặp dịp sẽ khuyên nhủ con, nhưng hoàn toàn không còn kịp. Thằng Út của ông đẹp trai, to con dạm dở. Ban đầu nó đi phụ hồ, sau nhờ tính tình nhanh nhạy và nắm bắt việc rành rẽ lại khéo tay, nên bỏ vốn ra thầu công trình xây nhà cho người ta. Dưới tay Út có nhiều thợ hồ giỏi, làm đâu cũng được chủ nhà hài lòng. Tiếng lành đồn xa, Út nhận liên tiếp nhiều nhà, công chuyện không kịp ngơi tay. Từ khi vợ bỏ đi, Út bắt đầu bồ bịch lăng nhăng. Tới bất kỳ nơi đâu cũng đều có quan hệ với phụ nữ, ngay cả quan hệ bất chính với những người đã có chồng. Được cái anh ta chưa từng bị đánh ghen, đàn bà nhào vô Út như thiêu thân nhào vô ánh đèn. Rời đi nơi khác thì quan hệ đó chấm dứt. Một bận, Út quen với cô gái nọ mới vừa thôi chồng. Thôi hẳn lâu rồi, nhưng chưa có ly dị, mạnh ông ăn chả, bà ăn nem. Khi cô ta cặp với Út thì bỏ hẳn những bạn tình cũ, mê Út như điếu đổ. Vì vậy khi Út rời khỏi chỗ đó vì nhà đã hoàn công, vẫn không thoát được sự săn đuổi của Mạng. Mạng tìm đến tận nhà Út, ra mặt như vợ sắp cưới, mua sắm đồ đạc cần thiết cho gia đình. Ả phân bua vì nhà Út không có bàn tay đàn bà dọn dẹp, nên cả ngày cứ ở lì lại đó, thậm chí là ban đêm. Bỏ mặc hai đứa con trai nhỏ ở nhà với bà ngoại. Các anh chị của Út cũng không can thiệp, vì hiện giờ cả hai đang độc thân, họ có quyền đến với nhau mà. Ba lúc này thay cha ra ruộng nên cũng ít khi có nhà. Mấy chị của Út tới lui chăm sóc ông một cũng mặc định Mạng sẽ là vợ của Út, nên không ai khó khăn hoạch hoẹ gì ả. Chị hai của Út con đông, đất lại nhiều và còn làm dâu, nên đầu tắt mặt tối,
quyền lực nhất nhà, nhưng ít tới nuôi cha như các em mà chỉ cung cấp tiền cho ông. Anh Tư thường xuyên bên cạnh cha, để vợ ở nhà lo ruộng nương giường tược và coi con. Tiếng nói của anh Tư rất nặng ký với anh chị và các em mình. Chị Năm 2 năm nay bị bệnh. Sau khi nằm viện mấy tháng về, sức khỏe không được như xưa. Đi đứng khó khăn, phải có người dìu đỡ. Chỉ khi tái khám mới ghé thăm cha, nhưng cũng phải có chồng theo lo cho chị. Anh Sáu giàu nhất trong các chị em, nhà cửa hực hở. Họ cũng có 2 người con. Vợ Sáu lanh lẹ xóc giác, nên thay chồng chăm sóc cha chồng cùng với các chị em của Út. Chị Bảy giỏi giang hiếu thảo với cha, và đặc biệt là chị không bao giờ xen vào chuyện gia đình của bất kỳ ai. Chị tới lui nhà lớn để lo cho cha mình, còn chuyện bồ bịch gì của Út chị cũng không màng tới. Chị Tám thì vừa mới sanh em bé, nhà ở cạnh bên, mỗi khi có chuyện thì chạy qua, chứ cũng không thể lo cho cha mình như các anh chị khác được. Rồi ông Một trở bệnh, Út đưa ông đi bệnh viện tỉnh, giao nhà cửa con cái lại cho ba trông coi. 2 ngày sau thì mạng cũng lên tới nơi, nói là phụ Út săn sóc cha anh. Các anh chị của Út ai cũng cảm kích, Út ở mấy ngày thì mạng ở mấy ngày. Trong thời gian đó, vợ của Sáu cũng thỉnh thoảng lên tiếp diện tiền bạc cho Út mua thuốc men cho cha. Đến lúc ông Một xuất viện về nhà, ông kêu ba lại nói riêng. Chuyến sau, nếu cha cô đi bệnh viện nữa, thì con đi với cha. Nhất định không để thằng Út đi. Cha dặn rồi đó. Có chuyện gì vậy cha? Nếu nó đi mà có con kia nữa, thì cha sẽ bỏ về, không phối hợp với bác sĩ để điều trị đâu. Cha không thích con Mạng hả cha? Không những nó không giúp được gì, mà còn cản trở thằng Út. Thứ đàn bà mặt chai mày đá như nó không xứng để bước vô cái nhà này. Cha nói với thằng Út rồi, nó mà không bỏ con đó thì đừng kêu cha bằng cha, nhất định không cho con đó la giảng vô nhà này nửa bước. Ba đem chuyện đó nói lại cho chị Hai và các em anh nghe, có cả mặt Út. Họ hỏi Út nguyên nhân nào mà cha lại ghét mẹ như vậy, thì Út chỉ cúi đầu không trả lời. Khi mọi người về hết, Tám bồng con chưa đầy tháng qua thăm cha. Út nói với cô: bộ chị tưởng tôi muốn ăn đời ở kiếp với con Mạng sao? Tại nó cứ đeo dính lấy tôi, nói gì nói cũng không buông. Chị nghĩ đi, là mẹ mà không quan tâm gì tới con cái, đeo đeo theo trai à? Con nó không thương thì mong gì thương con mình cho được. Tôi chỉ muốn qua đường với nó thôi, mà giờ không biết sao nè. Thì mày nói thẳng với nó, tao lại tưởng mày thương nó nên cứ để vậy. Mà nói lên trên nó làm gì để cha bất nhẫn tới vậy chứ? Nói cho mày biết, đi nuôi bệnh á, lại chọc cho người bệnh giận thì hậu quả ai chịu? Nghe mà ghét hà, mày bỏ nó đi. Thiệt tình tôi thấy nó cũng được, nó lo cho cha chu đáo lắm, y như cha của nó vậy. Nhưng từ hồi bà Sáu lên thay á, thì không biết bà nói gì với cha, cha lại sinh ra ghét nó rồi cấm cản vậy đó. Chắc chị Sáu thấy gì đó chướng mắt trái tai chứ gì. Được một tuần thì ông Một làm mệt phải đi bệnh viện nữa. Lần này Út và Diệp, vợ Sáu đi cùng. Vợ Sáu nhanh nhẹn lẹ làng, lại có sẵn tiền bạc, nên Sáu rất mừng khi cô thay anh lo cho cha. Ông Một tái đi tái lại mấy lần rồi chết tại bệnh viện. Khi chết không nhắm được mắt, về đến nhà các con thay nhau vuốt cho cha. Đến đứa cuối cùng là Út thì ông học máu ra ướt cả gối và cổ áo. Dù đã tắt thở từ lâu mà mắt vẫn mở trừng trừng. Các con của ông vừa kinh hoàng vừa đau lòng. Cha họ chết như vậy, chắc là ông có điều gì ẩn khuất không nói ra được. Tan gia bối rối nên họ cũng chưa tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Chỉ nghe Diệp nói lại là trước đó Mạng có đến và cự cãi với Út một trận lên láng trong phòng bệnh. Bảy đứa con của ông ghi thù với Mạng trong lòng, chờ tang lễ cha họ xong thì sẽ hỏi tội Mạng. Cuối cùng họ phải tẩm liệm cha mình mà mắt ông vẫn chưa nhắm lại được, dù đã dùng mọi cách, thậm chí nhờ bác sĩ can thiệp. Cảnh tượng chưa từng có trong đời. Đến ngày khai mộ, khi đã xong mọi thủ tục, Hai gọi các em mình trở về nhà cha. Chị nghiêm khắc truy vấn Út: cha đã nói vậy rồi, sao mày còn dây dưa với nó? Nếu nó cố lì tới bệnh viện thì mày phải lập tức đuổi nó đi, không cho cha thấy mới phải chứ.
Có đâu, để cha tức tới hộc máu, chết không nhắm mắt như vậy. Ba xen vào. Cha cũng không phải là người không nói lý lẽ. Chắc là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, nên cha mới uất ức mà nghẹn chết. Mày kêu con kia xuống hỏi đàng hoàng coi ra sao. Chứ cha chết như vậy sẽ không cam tâm. Coi chừng cha hiện lên bẻ cổ nó đó. Út nhíu mày lắc đầu. Vô lý lắm. Nó vô thấy chị xấu. Hai người nói gì đó rồi nó về. Tôi đứng ngoài á, thấy nó có nói chuyện với cha đâu. Tôi không có binh nó. Nhưng chắc chắn á, nó không có liên quan tới cái chết của cha. Nếu có, sao nó dám đến đám tang chứ? Diệp kêu lên. Chú nghe nó nói gì không mà dám chắc như vậy? Tôi nói với nó là mạng về đi, cha tôi không muốn thấy mặt mạng. Chú Út á, cũng đã dứt khoát với mạng rồi. Anh chị em cũng phản đối. Mạng cứ theo chú Út, không có kết quả gì đâu. Rồi chú biết á, nó nói gì với tôi không? Nó nói, bà biết khỉ khô gì? Với lại, bà không có quyền ý kiến. Bà chỉ là chị dâu thôi. Chuyện anh Út chừng nào mới tới lượt bà xen vô? Nó là ông ống cái miệng, cha nghe hết, đưa tay chỉ vô mặt nó. Tôi xô nó ra ngoài, lát quay vô thì thấy cha như vậy. Có mấy người bệnh trong phòng làm chứng đó, chú hỏi người ta đi. Anh Tư nghiêm mặt, lắc đầu. Dẫu sao nó cũng khoái thằng Út. Trước mặt cha, sao nó dám nói năng bậy bạ được? Chuyện này, thằng Út, mày kêu nó xuống hỏi coi. Nó trả lời không suông, tao móc con mắt nó ra, chứ đừng giỡn người với tao. Út liếc qua Diệp một cái, rồi mím môi. Thôi, dù sao thì cha cũng mất rồi. Mình làm lớn chuyện, sợ thiên hạ đồn đãi xấu hổ chứ có ích gì. Miễn là sau này tôi với con mạng chấm dứt không qua lại nữa thì được. Chị Bảy bình thường không hề xen vào chuyện tình cảm hay gia đình của ai. Hôm nay cũng không nhịn được, chị mếu máo khóc. Bộ bây giờ người ta không cười chê sao? Con cả bầy mà nuôi bệnh lại để cha tức hộc máu chết không nhắm mắt. Trời ơi, nếu như hôm đó tôi đi thì ít ra tôi còn nhìn mặt cha lần cuối. Cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cho cha nữa. Nghĩ tới cha chết mà không có một đứa nào bên cạnh. Thậm chí chị Sáu và thằng Út theo nuôi cũng không gặp tụi mình. Làm con có ân hận hay không? Mấy người con gái nghe Bảy nói mà cùng nhau khóc lớn lên. Họ thương cha mình, gà trống nuôi con mấy chục năm liền. Mẹ mất khi cha còn quá trẻ mà không hề nghĩ đến chuyện tục huyền dẫn chung thủy với vợ hiền. Sao lại sinh ra thằng Út khát máu bồ bịch lăng nhăng như vậy chứ? Chị hai sực nhớ ra, tra vấn Út. Mợ Sáu nói trước khi cha mất mày và con mạng cự cãi sùm là sao? Nói tao nghe coi. Út trợn mắt kêu lên. Cãi hồi nào mà sùm? Tôi có gặp mặt nó đâu mà cự cãi chứ. Mọi người nhìn Diệp, chị ta ống lên. Chú mau quên quá vậy chú Út, là chú nói với tôi mà. Út trừng mắt nhìn Diệp, rồi bỗng nhiên anh hạ hỏa xuống, nói sụi lơ. Tôi nói cho chị đừng kiếm chuyện với nó nữa thôi. Thấy mặt nó là chị đủ như đủ tà. Tôi muốn cha không hay biết nên mới nói với chị như vậy. Rồi thì vì sợ xấu, họ cũng đau khổ mà bỏ qua. Nhưng họ cấm Út không được quan hệ với mạng nữa. Nếu còn thì phải khăn gói ra khỏi nhà. Các anh chị sẽ từ không nhận nó nữa. Cũng 100 ngày cho cha được vài hôm, chị Bảy đi chợ thì gặp mạng. Bảy né ngang không muốn trò chuyện với mạng, nhưng mạng đã chặn chị lại và ân cần nói với chị. Em với anh Út thật sự chấm dứt rồi chị à. Nhưng em thề với chị là em không có gặp bác trước khi bác mất. Bởi vì lúc trước bác không ưa em, nhưng sau này thì khác rồi. Em chỉ kêu chị Sáu ra ngoài hỏi thăm bác, nhưng bị chị Sáu đuổi. Lúc đó bác đang ngủ, không nhìn thấy em, cũng không có chỉ tay vô mặt em. Có điều mấy lần trước, người trong phòng bệnh thấy em vô, nhưng họ cũng thấy em nói chuyện với bác vui vẻ. Còn hôm đó thì trong phòng vắng ngắt à, vì người ta xuất viện hết rồi. Nghe nói hôm sau bác cũng được xuất viện, nên em mới tới hỏi anh Út coi có phụ gì được không. Nhưng khi vừa tới thì chị Sáu kéo em ra khỏi phòng, và bác cũng không hay biết em vô. Chứ khi đó mỗi lần em vô là bác mừng lắm, giữ rệt lại nói chuyện vui vẻ. Mấy bệnh nhân trong phòng cũng đều biết cả. Chính vì vậy mà chị Sáu không ưa em,
chị Sáu đuổi em như đuổi tà, em có cự lại. Sau đó nhìn thấy anh Út nên bỏ ra ngoài. Không hiểu sao mà bây giờ chị ấy lại rêu rao là em chọc bác tức tới học máu chết, không nhắm mắt được. Sở dĩ em nói chuyện này với chị, vì em biết trước giờ chị ăn nói mực thước, không vu oan giá họa cho ai. Với lại em có chuyện này cứ để trong lòng hoài cũng không được. Hôm nay nói với chị luôn. Không phải em tới bệnh viện một lần, mà lần nào bác nằm viện em cũng đều có tới nhưng không vào, chỉ lén điện thoại cho anh Út, kêu ảnh ra ngoài hỏi thăm thôi. Có bận chị Sáu nghe điện rồi ra gặp em. Chị chửi em như trát nước vô mặt, ngộ vậy á. Chỉ là chị dâu thôi mà. Nếu các anh chị chửi thì em cũng căm họng. Nhưng cái kiểu của chị giống như ghen, nên em mới tức mình mà bẹo hình bẹo dạng với chị hoài là vậy đó. Em nói với chị và chị về theo dõi thử coi, linh cảm cho em thấy chị Sáu đối với anh Út không bình thường như chị dâu em chồng đâu. Chị Bảy ngạc nhiên nhưng không tin. Con nói bậy bạ gì vậy? Con Diệp nó lớn hơn thằng Út gần cả chục tuổi, lại là chị dâu nữa. Cô đừng có vì thằng Út bỏ cô mà gieo tiếng thị phi cho gia đình tôi nghe. Mạng đưa tay lên trời. Em thề, chị là người đầu tiên em nói ra chuyện này. Thậm chí em cũng không có nói với anh Út nữa. Chị tin hay không tùy chị, nhưng chị cũng nên để ý thử coi sao. Em biết chị trước nay không thích xen vô chuyện gia đình của ai, kể cả anh chị ruột của chị. Và cũng chính vì điều này nên em mới tìm chị. Chị theo dõi rồi giải quyết, chứ để khi trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay thì không cứu vãn được đâu. Chị Bảy không nói gì thêm với Mạng, nhưng trong lòng đã dậy lên một mối nghi ngờ. Ừ hén, cha mất rồi, Diệp cũng đã tròn phận dâu con. Tang lễ, khai mộ, tuần thất đều có mặt cùng các anh chị lo chu tất. Vậy rồi sao không chịu về nhà mà cứ luẩn quẩn ở lại hoài? Có khi nửa đêm nửa hôm còn kêu thằng Út đưa về nữa. Mà sao anh ba và thằng Út lại không khuyên bảo Diệp? Tại sao anh Sáu lại để vợ mình đi sớm về muộn như vậy? Cha không còn thì ở đó lo cho ai? Bảy không về nhà mà ghé qua nhà Tám. Con Tám này ở sát một bên, lại chơi thân với Út. Chắc nó cũng biết chuyện gì đây. Trời đất ơi, nếu như xảy ra chuyện loạn luân như vậy thì mặt mũi của gia đình để đâu đây chứ? Cũng có thể con Mạng vì bị Diệp xua đuổi nên oán mà đặt điều vu khống. Nhưng vì chị Sáu cứ ở lại nhà, chỉ có anh chồng độc thân và đứa em trai thôi vợ, thì vì lý do gì? Ngồi ở nhà Tám, bồng con của Tám nựng nịu, Bảy nhán thay Diệp đi ra sàn nước nhà cha mình để rửa rau. Vậy là chị ta định ăn cơm ở đây luôn rồi. Tự nhiên Bảy thấy bức bối, chị hỏi Tám với giọng hàn học. Bà Sáu còn ở đây hoài hả Tám? Còn chị ơi, chị hai kêu bà về lo nhà cửa đi. Bà ừ ừ rồi mà cứ ở miết hà. Sao anh Sáu không kêu gì? Chăng có kêu chứ. Kêu sao không gì? Bà này vô duyên thấy ghê. Tao mà là chị hai thì tao lôi cổ hai vợ chồng anh Sáu xuống, chửi cho một chập rồi đuổi về. Nhà cửa con cái không lo, cứ ăn dầm nằm về dưới này là sao? Thằng Út đi làm, con bé đi học, anh ba ở nhà một mình. Bộ ổng bả không sợ tai tiếng sao? Sợ gì chị ơi, anh ba từng tuổi này chớ hề chọc ghẹo đàn bà con gái, huống chi là em dâu mình. Tao không có nói anh ba, tao nói bả với thằng Út cả. Từ hôm hai người họ đi nuôi cha tới vợ, bả cứ đeo dính lấy thằng Út, nói xấu con Mạng nữa. Cha mất rồi, lo đám xong rồi thì ai về nhà nấy, sao bả không chịu về? Bả còn nhà cửa, còn chồng con, sao không lo? Ai mượn bả lo cho anh em chồng? Bộ bà khùng rồi hay sao vậy? Chị nói gì thấy ghê vậy chị? Mà trước nay chị không bao giờ nói chuyện của ai, sao giờ bức xúc vậy? Tao không có thị phi chuyện nhà ai hết. Thậm chí cho dù bà với anh Sáu xảy ra chuyện gì cũng kệ bà. Nhưng thằng Út là em của tao, anh Sáu là anh của tụi mình. Bà với thằng Út mà xảy ra chuyện gì có phải xấu hổ tông môn không? Làm thinh được hả mày? Tao giao cho mày trách nhiệm theo dõi, phát hiện có gì lệch lạc thì cho tao hay liền. Tao xé xác bả ra cho mày coi. Đừng thấy hồi giờ tao làm thinh rồi tưởng tao hiền nghe. Trúc giận xong, Bảy ra lệnh. Mày điện kêu chị hai lợi đây liền cho tao. Hỏi anh ba coi vụ gì, rồi sẵn bả còn ở đây, ba mặt một lời nói cho ra lẽ. Bả mà trả lời không suông là coi chừng tao à. Đừng nói sao tao làm em mà hỗn hào. Bảy đứng dậy, ngoắc ngoắc ba đang đứng trước đám cỏ.
anh định cắt cỏ cho bò ăn. Ba đi vòng qua nhà bà Tám, cười với Bảy. Ồ, nay không qua bển mà kêu tao qua đây chi vậy mày? Bảy hàng học. Đặng hỏi anh sao á mà bà Sáu cứ ở đây hoài không chịu về nhà với chồng con vậy? Ừ, sao mày không hỏi nó? Chờ chị Hai lên á là tôi hỏi liền. Tôi làm em nên đâu dám phạm thượng. Nhưng bà làm kỳ quá mà. Quá bụng tôi á thì tôi cũng làm thịt bà như thường hà. Anh cũng vậy. Sao mà anh cứ để bà luẩn quẩn ở đây, không sợ hàng xóm dị nghị hay sao? Không lẽ tao đuổi nó? Nhưng ít ra anh cũng kêu anh Sáu dắt bà về nếu bà không biết đường về chứ. Nhà có hai người đàn ông, bà ở với ai vậy? Mắc mớ gì á, đợi tới tối hù mới về, đặng thằng Út đưa. Trời ơi, nghe chướng tai gai mắt sao đâu hà. Lẽ nào bà khoái một trong hai người rồi sao? Ê, nói bậy bạ mày. Không có bậy đâu, người ta đồn đầy lỗ tai tôi rồi nè. Anh biết tánh tôi á, trước nay không xen vô chuyện của gia đình ai. Bà với anh Sáu sao á cũng kệ, nhưng mà bà làm tai tiếng gia đình mình, xấu hổ vong linh cha má tôi là không được. Thằng cha Sáu bộ ăn ruột cùng chó rồi hay sao á mà mắt lắp tai ngơ vậy chứ? Nghe đâu á bà gặp con Mạng ngoài đường, nói chuyện như khiêu khích người ta. Ừ thì á, nhà mình á không cho thằng Út quen với nó nữa thì thôi, nói là chị tôi nói, bà lấy tư cách gì á mà chen vô? Trời ơi, tao mệt ghê á. Nó cũng đâu có chuyện gì với tao. Khi nào có thằng Út ở nhà nó mới tới. Thằng Út đi làm á nó cũng về. Canh thằng Út về á nó xuống lo cơm nước á. Bởi vậy anh mới khoái phải hôn. Không có bả anh tự nấu ăn không được hả? Mày muốn nói gì á, đợi thằng Út nó về đi rồi nói. Bữa nay á nhất định tôi phải làm cho ra cái vụ này. Bả ọ ẹ, tôi mời anh Tư, chị Năm, anh Sáu về luôn. À, tội nghiệp thằng Sáu mày. Tội nghiệp gì? Không biết dạy vợ, ráng chịu chứ. Nói tới đó, chị Hai chạy xe lên tới. Diệp đứng bên nhà ngóng cổ ngó qua. Chị Hai dựng xe bước vô nhà Tám. Chồng Tám thấy anh chị em gom lại bàn chuyện gia đình nên tế nhị ẩm con lánh mặt đi. Chị Hai vừa bước vô đã hỏi ngay. Chuyện gì mà kêu tao gấp vậy bay? Tao đang cắt rau muống giao cho người ta nè. Bậy kéo ghế cho chị ngồi rồi vô đề liền. Hôm nay kêu chị Lợi đặng nhờ chị đuổi con mẹ Sáu về trển. Vì mà cứ ở lì dưới này bỏ chồng bỏ con vậy là sao? Chị Hai chân hững. Ủa? Là sao? Là con Diệp vẫn còn ở lại đây hả? Chị không biết ha. 100 ngày của cha qua rồi mà bà cứ ở miết lại đây bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chồng bỏ con. Anh Sáu cũng không kêu về là sao vậy? Nhà này còn có người cần bà lo hay sao? Chuyện gì kỳ vậy? Bởi vậy nên tôi mới kêu chị Lợi. Chị Năm bệnh hoạn yếu đuối, thôi thì bỏ chị qua một bên đi. Anh Tư là đàn ông, khi nào cần hãy nhờ tới ảnh. Có chị với tôi là được rồi. Tôi hầm hơi giữ thần rồi chị Hai à. Chị mà phát pháo là tôi làm thịt bà liền. Ba chen vô. Chờ nửa tiếng nữa đi, thằng Út về mình làm luôn. Chị Hai chắc lưỡi. Tao công chuyện đang đang đi đi ở đẳng. Nhưng mà thôi, chuyện này quan trọng hơn. Để tao chạy về nhà nói anh Hai mày cắt rau muống sẵn tao về lạc. Nhanh nhanh nghe chị. Chị Hai đi cũng khá lâu. Khi trở lên thì Út cũng đã về. Con bé Trinh, con của Út, cũng đi học về tới. Út vô nhà một hồi lâu, lát sau mới nghe tiếng Diệp kêu. Trinh, qua cô Tám mời bác Ba về ăn cơm đi con. Chị Hai, Ba, Bảy và Tám không chờ bé Trinh gọi. Ba người họ thấy Diệp và Út lúi húi dọn cơm thì ba người con gái chướng mắt quá cỡ. Chị Hai ra bộ vui vẻ cởi mở, cười cười. Đủ cơm cho chị em tôi ăn ké không vậy, mở xấu nó. Diệp đãi bui. Dư sức luôn chị, em nấu nhiều để chú Út sáng chiên lại ăn đi làm. Vậy cậu Sáu và hai đứa nhỏ ở trển ai lo? Sáng mua hủ tiếu về ăn à? Dạ chị, gần đó có nhiều quán, ảnh ra ăn. Hai đứa nhỏ cho tiền nó đi học ăn luôn ở ngoài. Chồng con ở nhà sao mở không lo, lại xuống đây lo chi cho anh em tụi nó. Thằng Ba với thằng Út trước còn cha, tụi nó cũng lo được. Bây giờ chỉ có hai anh em với đứa nhỏ, lo không được hay sao mà cực mở vậy? Diệp cười hề hề, cố tình lấy lòng chị Hai. Có gì đâu mà cực chị. Anh Ba với chú Út là đàn ông, nhà không có phụ nữ, nên em lo gì được thì lo. Vậy cậu Sáu có phụ nữ trong nhà sao? Diệp khựng lại, chị ta đưa mắt ngó qua Út. Cả hai lên cảm bà chị Hai muốn làm gì đây,
nên ngậm miệng không dám trả treo. Nhìn thấy thái độ của hai người họ, chị Hai nổi nóng. Tụi tôi không có ăn cơm, nhưng sẽ ngồi đây chờ. Mỡ cứ ăn đi, ăn xong bỏ đó cho con Bảy con Tám nó dọn. Rồi thì mỡ cuốn xéo về trển với chồng con, không có đám tiệc thì đừng xuống đây nữa. Mỡ coi trên đời dưới thế có ai như mỡ chưa. Tôi không nói nhiều, mỡ lớn rồi tự suy nghĩ đi. Chị đủ tôi hả? Nhà này của cha, con cái ai cũng có thể tới, chị lấy quyền gì mà cấm cản chứ? Quyền làm chị Hai, được chưa? Mỡ về làm dâu cái nhà này cũng hơn 10 năm rồi, mỡ không biết quy tắc gia đình tôi là trên nói dưới nghe hay sao? Diệp nhếch môi cười khinh khỉnh. Ủa? Vậy là chắc tôi chưa nói với chị là trong thời gian tôi nuôi cha bệnh, cha từng nói với tôi là nếu chẳng may cha không qua khỏi thì hãy vui lòng tới lui chăm sóc anh ba chú Út và bé Chinh, vì nhà không có bóng đàn bà lo trước lo sau. Vì lời căn dặn của cha nên phận dâu con tôi phải làm tròn. Anh Sáu hiểu chuyện không hề trách móc. Chị là chị, lẽ ra chị phải hiểu điều đó và thương tôi hơn, chứ sao lại kiếm chuyện vậy chứ? Người bày ra chuyện này là Bảy. Chị nghe Diệp nói như vậy nên không nhận được nữa. Bất kể là em, Bảy sừng sộ. Chị nói cha tôi kêu chị hả? Chị biết rõ cha bằng chị em tôi không? Nếu cần người phụ nữ trong nhà thì cha đã cưới vợ cho thằng Út rồi. Cha có tới 4 đứa con gái lận, chị quên hay sao? Ngẫm ra con Mạng nó xấu, nhưng không xấu bằng chị. Vì ít ra, tuy nó chưa ly dị với chồng, nhưng cũng đã sống riêng rồi. Chị lo cho anh em tôi, tôi cảm ơn. Nhưng anh Sáu cũng là anh của tụi tôi vậy. Chị là vợ ảnh, hãy về lo cho chồng mới tròn đạo lý biết chưa? Còn chị nói cha tôi trăn trối kêu chị ở lại để lo cho anh ba và thằng Út hả? Chị dám lại bàn thờ cha má thề như vậy không? Vì sao mà cha tôi học máu chết không nhắm mắt? Nếu tôi nói tôi nghi ngờ chị chọc tức cha tôi thì chị nghĩ sao? Diệp giận đỏ mặt, chị ta hét lớn. Cô nói gì vậy cô Bảy? Chị Hai khoát tay. Nếu nó nói oan cho mợ thì mợ lợi bàn thờ cha thề cho nó tin đi. Diệp bực tức ngó qua Út phân trần. Mấy chị nói tôi vậy mà chú không lên tiếng sao chú Út? Trong thời gian nuôi cha chỉ có mình tôi với chú, tôi hiếu kính cha ra sao chú biết mà. Này mấy chị em sỉ nhục tôi như vậy, chú làm thinh không lên tiếng giúp tôi hay sao? Út giận dưng. Cô dĩ đâu mà lớn chuyện. Mấy chị muốn chị lại bàn thờ cha đốt nhang thề, chị cứ thề để chứng tỏ mình trong sạch đi. Thề cái gì mà thề? Chị Hai cười khẩy. Không biết thề gì hả? Vậy tôi giải cho. Mợ đốt nhang cho cha, đứng trước bàn thờ nói lớn. Cha ơi, trong thời gian nuôi cha bệnh, con không có làm lỗi gì, chỉ chuyên tâm lo cho cha mau chóng khỏe xuất viện về nhà. Còn chuyện chú Út với con Mạng, con thề là không xen vô. Con cũng thề là chưa từng bạc đãi hay lớn tiếng với cha một câu. Việc cha uất ức tới học máu và chết không nhắm mắt không liên quan gì tới con. Nếu con nói sai thì cha cứ hiện về mà trừng trị đứa con dâu này. Diệp tái mặt liếc nhìn lên bàn thờ cha chồng. Chị ta chẳng việc gì mà không dám thề, chỉ là ghét cái sự sắp đặt của bà chị chồng, giận thằng Út không hề lên tiếng bên giật mình. 4 tháng nay chị ta ở lại đây vì ai chứ? Chẳng lẽ hắn ta không nhận ra hay sao? Không, hắn đã nhận ra, bằng cớ là... Diệp xăm xăm lại bàn thờ ông Một, giận dữ rút 3 cây nhang. Chị ta rút mạnh đến nỗi nguyên bó nhang để trong cái chai nhựa cắt lấy đầu đổ tá lả xuống đất. Diệp ái ngại ngước nhìn chị Hai, mặt lạnh như băng đang theo dõi mình. Diệp sắp nhang bằng đầu bằng đuôi để trở lại vô chai, rồi lấy hột quẹt đốt 3 cây. Khi chị ta chuẩn bị cắm vào lư hương thì bỗng thất kinh. Di ảnh ông Một trên bàn thờ nhìn Diệp mắt trợn trừng, máu từ trong miệng tuôn ra ồng ọc ướt cả bàn thờ. Diệp run hai tay, miệng chưa kịp mở lời thì đôi chân như muốn khuỵu xuống. Chị ta dụi mắt lia lịa rồi quay sang nhìn mọi người. Không ai có biểu hiện gì, có nghĩa là không ai nhìn thấy ngoài chị ta. Cha chồng của Diệp, người đàn ông chết khi đem chôn, vẫn không nhắm mắt. Khi các con quay quần đủ bên cạnh cha mình để giúp mắt tiễn cha đi, ông có bao nhiêu máu trong người đều đổ ra hết để báo cho các con biết rằng ông chết mà trong lòng vẫn còn mang nỗi uất ức hay sao? Nhìn biểu cảm của Diệp, anh chị em đều hiểu rằng cô ta đã thấy gì đó từ bàn thờ của cha mình. Quá sức giận
chị hai hét lên. Mày cắm họng rồi sao? Nhang đã đốt xong, sao chưa chịu cắm vô lư hương? Chưa chịu lên tiếng thề trước mặt cha tao vậy chứ? Rõ ràng, mày đã có lỗi với cha tao. Hôm nay, mày không làm sáng tỏ vụ này, thì đừng mong bước ra khỏi nhà một bước. Điện thoại kêu thằng Sáu xuống coi tám. Diệp bỗng lấy lại bình tĩnh. Mình không thể để mấy bà này bắt bí được. Cô ta nổi điên lên, quăng ba cây nhang đang cháy dở ra sân, gạt mâm cơm xuống đất, hùng hổ quay ra. Tôi nghĩ lại rồi, mang thân trâu chó làm mọi không công cho cái nhà này cũng vô ích thôi. Đâu phải tôi không có nhà cửa hay nghèo khổ gì phải chịu nhục tá túc ở đây ăn chực để nghe mấy người nặng nhẹ chứ. Cả bầy con, dâu có, con gái có, ai đi nuôi cha mình ngày nào? Chỉ có tôi mang thân trâu ngựa đi lôi cho cha chồng. Cha dặn chăm sóc giùm hai người đàn ông chưa vợ. Tôi vì ai mà chịu bỏ chồng bỏ con ở trển xuống đây làm tôi mọi cho mấy bà nặng nhẹ chứ. Không cho ở thì về. Tại sao lại bắt tôi thề thốt trước vong linh của cha như vậy? Có phải là hiếp người quá đáng hay không? Cha chết rồi, không ai làm chứng. Cha đã từng kêu tôi nhất định không cho con mạng vô nhà. Tôi ở lại để thực hiện lời hứa đó. Nếu không có tôi, lâu nay nó đã ăn dầm nằm về ở đây rồi. Không kịp cho ai phản ứng, Diệp liếc qua Út bằng ánh mắt đầy vẻ uất hận, rồi xách Honda đang đậu ở thềm ba để máy chạy tuốt. Diệp đi rồi, chị hai đốt lại cho cha ba cây nhang cắm vào lư hương. Xong chị quay sang Út. Con này không chọc cha tức chết, tao cùi sức móng. Nó nhìn thấy cha nên xấu hổ không dám đốt nhang. Chuyện gì xảy ra ở bệnh viện mày kể hết ra coi Út. Chứ tao vừa gặp con Mãn thức thì ít nhiều tao cũng đoán ra chuyện rồi. Hễ mỗi lần nhớ tới, khi tẩn mà mắt cha vẫn mở trừng trừng, tao đau lòng không chịu nổi. Tao đã thề rằng, nếu biết ai đã chọc tức cha như vậy, tao nhất định cào rách mặt nó ra rồi đi tù. Út tránh tia nhìn của chị hai. Chuyện gì tôi biết được sao? Tôi mà biết, bà yên với tôi à? Anh ba nhún vai trề môi. Tao nói, mày với con vợ thằng Sáu không có gì, chặt đầu tao xuống đi. Út bối rối. Có gì cha nội? Nói bậy bạ, ông Sáu ông đâm tôi à? Chị hai la lên. Thiệt vậy sao? Đâm thì cho đâm. Mày dám làm chuyện đó thì đâm cũng đáng rồi. Tôi làm gì trời? Bà nghiến răng chỉ vào mặt Út. Mày đừng có chọc tao. Hôm nay chị hai ở đây, tao nói ra cho chỉ trị mày. Mày là đứa em Út trong nhà, tụi tao thương mày nhất. Thương vì hoàn cảnh của mày gà trống nuôi con. Nhưng tại sao mày cua bồ dễ như vậy lại không kiếm mẹ đàng hoàng cho con chinh, mà nay đứa này mai đứa khác chứ? Ngẫm ra con Mạng tuy cha không cho phép, nhưng nếu mày đồng ý ăn đời ở kiếp với nó thì tụi tao cũng thuyết phục cha cưới nó cho mày. Nhưng mày tưởng tao không biết gì sao mà con Mạng nó dạt mày ra hả? Nó có cái miệng của nó thua cái miệng vợ thằng Sáu sao? Mày ra ngoài đi rồi hỏi bất cứ thằng bạn nhậu nào coi nó nói sao về mày. Thân làm sếp của một đám thợ mà không giữ uy tín, lăng nhăng bồ bịch không nói làm chi, bây giờ tê loạn luôn luôn rồi. Cha mà còn sống, ông sẽ nghĩ sao hả mày? Út dùng tay đập xuống bàn, đánh ầm một tiếng. Loạn luôn gì cha nội? Muốn tao khai trắng trợn ra chứ gì? Có con Chinh đây, hỏi nó thì biết. Mày quá đáng lắm Út. Trước mặt con mà mày không giữ gìn ý tứ, mày để con Diệp chui vô mùng ôm ấp là sao? Chị dâu mày đó, vợ của anh mày đó, nó lăn loàn trắc nết thì cũng kệ cha nó, bớt quá kêu thằng Sáu bỏ nó là được. Đằng này nó lăn loàn với ai, trắc nết với ai? Mày bao nhiêu tuổi mà giở trò đồi bại với hạng đàn bà như vậy chứ? Cái thứ nó là thứ không biết nhục, cầm nhang đốt rồi lại không dám cắm vô bàn thờ của cha, hất đổ mâm cơm trước mặt chị em chồng. Thứ gì kỳ vậy? Thứ như vậy mà mày cũng ôm ấp được là sao? Khi ôm ấp nó, mày có nghĩ tới anh, tới cháu mày hay không? Chị tám của Út tiếp lời. Tao ở gần đây nên tao biết rõ, nhưng vì sợ xấu hổ nên không dám nói lên. Hôm bữa chính con Mạng chạy qua đây học với tao. Nó kêu tao hôm nào gom mấy chị em lại rồi kêu nó tới. Chính nó sẽ kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra với nó. Mày và bà Diệp, tao cũng đợi ngày đó đây nè. Chị hai của Út trợn trừng mắt kinh ngạc. Tuy họ có nghi ngờ, nhưng họ hoàn toàn không thể tin đây là chuyện có thật. Thằng này quá đáng lắm rồi. Chị hai tiến lại, đánh bôm bốp vào người của Út, rít lên. Thằng chó chết! Tại sao mày lại hư đốn như vậy chứ? Đi, đi với tụi tao lên nhà thằng Sáu, vạch mặt con Diệp,
rồi kêu thằng xấu bỏ nó tức thì. Xấu hổ quá mà. Tao biết rồi. Cha chính vì thấy như vậy nên mới chết tức tử vậy. Mày hại chết cha rồi đó thằng quỷ sứ à. Chinh con dạ ngang con. Đi liền mày. Hôm nay á, mày mà không dứt khoát vụ này thì đừng trách sao á, chị em khai trừ mày ra khỏi nhà. Tuổi hổ vong linh cha mẹ quá mà. Lấy cái áo bận vô mày. Lỗ tay trâu, nói không phủng hả mày. Còn Tám, mày có số điện thoại của con Mạng phải không? Kêu nó lên nhà thằng Sáu luôn. Hôm nay á, mọi chuyện phải sáng tỏ mới được. Lát sau, bốn người chở nhau đến nhà Sáu. Dịp về đến nhà, Mạc vẫn còn hậm hực dị tức. Đã vậy, chị ta còn thấy vali quần áo của mình nằm chình ình một đống trước cửa. Sáu và hai đứa con đang ngồi ăn cơm, không ai nói gì chị ta hết. Hai đứa trẻ lấm lét nhìn mẹ chúng. Thấy lạ, Diệp xà xuống bên cạnh Sáu thì anh gắt lên. Xích ra! Diệp sững sờ. Vụ gì vậy? Sáu đưa tay chỉ vào vali đồ, mắt không nhìn Diệp. Đồ của bà tôi để hết trong đó rồi, tức tốc biến đi ngay cho tôi. Con cái để lại tôi nuôi. Gì vậy? Anh nghe mấy bà chị anh nói gì hay sao? Tôi không cần nghe ai nói, tôi quá rành rồi. Bước ra khỏi nhà thì rần rần bên tai, xấu hổ nhục nhã nhiều đó đủ rồi. Tuy nhiên, tôi không vì hạng đàn bà như bà mà xô xát với em của tôi đâu. Bà khăn gói biến đi, chứ đừng để cha tôi hiện hồn về bẻ cổ bà ra đằng sau đó, biết chưa? Nói khùng nói điên gì vậy? Ông lấy quyền gì mà đuổi tôi đi? Cái nhà này bộ của mình ông hả? Dù là đất nhà ông, nhưng tiền cất nhà là của hai vợ chồng làm ra. Ông muốn đuổi tôi đi lúc nào thì đuổi hay sao? Mắc cười, đang ngủ nên nằm mơ phải không? Dứt lời, Diệp kéo vali đi một hơi vào phòng. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, chị ta sững người lại. Hồn vía bay ra ngoài khi thấy ông Một đang nằm trên giường của hai vợ chồng. Mắt trợn trừng ngó chị ta, miệng ông cứ ồm ọc tuôn ra từng ngụm máu, nhiều đến nỗi không biết máu từ đâu khi thân thể ông đã qua một thời gian bệnh dài chỉ còn da bọc xương như vậy. Máu chảy ướt cả mền gối ra nệm trên giường mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Diệp sợ run hai chân, mặt cắt không còn chút máu. Chị ta đu cứng vào cánh cửa để không bị ngã. Đầu óc vẫn tỉnh táo, cố nén không bật ra tiếng kêu sợ xấu biết. Chị ta cứ nghĩ mình bị ám ảnh vì bức hình trên bàn thờ của cha chồng, nên xô dội vali vào trong rồi quay ra, tiện tay đóng cửa cái ầm, dẫn dưng như không có chuyện gì xảy ra. Diệp xuống bếp, lấy chén đũa lên dùng cơm, trong bụng vừa ghét Sáu, vừa tức hai đứa con của mình. Mấy lúc gần đây, đứa nào nhìn thấy chị ta cũng cố tình né tránh. Chị ta làm lỗi gì với con chứ? Chúng nó ở nhà với cha chúng, thằng lớn tự đạp xe đi học, thằng nhỏ có cha nó đưa rước, tiền bạc có thiếu thốn gì đâu. Sáng cha nó ra chợ mua cơm tấm, hủ tiếu, cháo lòng, bánh ướt, bánh hỏi thịt quay hay bún thịt nướng về cha con ăn rồi đi học. Chúng nó thiếu thốn gì chứ? Chắc là Sáu đã thổi vô đầu hai đứa con rằng mẹ nó vô trách nhiệm hay sao? Nếu đúng vậy thì Sáu thật là tệ hại. Chị ta đã bỏ công chăm sóc cha anh ta bấy lâu. Cha mất, chị còn phải ở lại lo cho đám anh em chồng. Đúng, mặc dù Diệp có chút lòng riêng, nhưng điều đó ảnh hưởng gì chứ? Cùng một dòng máu với nhau mà. Diệp cầm chén đũa lại bàn ngồi, đưa chén cho thằng con lớn. Bới cho mẹ miếng cơm coi. Thằng tía lớn rụt rè. Mẹ ngồi chỗ của ông nội rồi. Diệp giật thót người, chị ta đứng bật dậy. Gì? Ai bày cái vụ cúng cơm bữa cho ông nội vậy? Tại mẹ đi hoài nên không biết thôi. Cha con cúng cơm cho nội từ hồi mở cửa mã tới giờ á. Cha nói mấy cô bác ai cũng làm vậy, để nội muốn tới nhà ai chơi cũng có cơm ăn. Diệp hùm hùm liếc ngang Sáu. Tiêm nhiễm tầm bậy tầm bạ vô đầu mấy đứa nhỏ, chết là xong rồi, cơm nước gì nữa. Sáu nạt ngang. Câm họng. Diệp dàn chén xuống bàn một cái cột. Làm trời dữ lắm rồi nghe. Bộ ông tưởng vậy là tôi sợ ông hay sao? Nằm mơ hả? Bỗng Diệp nghe tiếng dàn chén đổ xuống bàn, đồng thời một giọng nói đầy uy lực cất lên bên tai chị ta, nhưng không phải là của Sáu, mà là của ông Một. Câm miệng! Diệp sững người, há hốc miệng nhìn lại chỗ phát ra tiếng nói. Sát một bên Diệp, ông Một đang ngồi trên ghế,
đôi mắt giận dữ nhìn chị ta. Có lẽ ban nãy ông đang bưng chén cơm lên ăn, nhưng vì Diệp ông đã dặn chúng xuống bàn. Diệp hoảng quá, làm gì mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ông ta lại theo truy cùng đuổi tận chị như vậy. Cho dù cô tức giận chị ta mà chết, nhưng chết là hết, ông phải siêu thoát để không còn bệnh hoạn gì mới phải chứ. Cớ sao lại đeo bám chị ta như thế không buông? Người đã chết mà còn oán hận gì nữa chứ? Biểu cảm của Diệp không qua khỏi mắt của Sáu. Anh nhếch môi cười nhẹ. Bà bị cha tôi rạy chứ gì? Chưa đâu, tôi nghĩ sớm muộn gì cha tôi cũng vạch mặt bà ra, cho mấy anh chị tôi thấy rõ bà là loại người nào. Tôi đã nói chuyện với cha má của bà rồi, từ hôm nay chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Đơn tôi cũng đã gửi ra xã, chờ ngày chính quyền giải quyết ly dị. Con thì tụi nó sẽ theo tôi. Tôi làm gì sai mà ông đòi ly dị tôi chứ? Làm gì thì bà tự vấn với lòng, nhục nhã lắm, tôi không thể nói trước mặt con cái được. Ấp ấp mở mở hoài. À, thì ra ông cố tình gieo tiếng xấu cho tôi để tống cổ tôi đi, để một mình ông chiếm trọn cái nhà này chứ gì? Đừng nói cái giọng đó. Nhà này cất trên đất của tôi, nhưng tôi không dành với bà, mà cả hai chúng ta phải làm cam kết có chính quyền chứng nhận. Nhà này chia làm hai cho hai đứa con. Sau này nếu tôi có vợ có thêm con, thì vợ con của tôi không có quyền trong cái nhà này. Còn bà buộc phải ra mình không? Thứ đàn bà hư hèn lan chạ, loạn luân như bà, không có tư cách đòi hỏi gì ở đây. Cha má bà cũng xấu hổ vì bà lắm rồi. Diệp giận run, chị ta hét lên. Ông đặt điều vu khống để đuổi tôi đi phải không? Thì ra, thời gian tôi đi nuôi cha và lo lắng cho gia đình anh em của ông, ở nhà ông đã cặp sách với con khác, giờ cố tình gieo tiếng oan cho tôi, đặng hất cản tôi ra chứ gì? Bộ ông nói tôi là Phật hả? Làm thinh để ông sắp đặt hay sao? Có chứng cứ gì mà ông cứ nói tôi lan chả lan loạn, lại đi mét cha má tôi là sao? Tôi nhường nhịn ông bao lâu nay rồi được nước làm tới hả? Chứng cớ đâu? Tiếng xe đổ ầm ầm trước cửa nhà Sáu. Sáu nhìn ra, thấy chị em của mình đầy đủ thì nhướng mắt ra dấu cho hai con dẹp mâm cơm xuống. Còn anh ra cửa đón họ vào. Ngoài chị Năm yếu đuối nên chị hai không kêu, còn lại có mặt đầy đủ. Đã vậy, bên cạnh còn có Mạng đi cùng. Diệp thật sự thấy thốn trong tim. Chuyện gì sắp xảy ra đây? Vì sao mà chị em họ gom đủ lại nhà chị ta như vậy? Diệp đủ sáng suốt để biết chỉ một mình nhìn thấy ông một mà thôi. Như vậy đâu phải họ biết gì đó mà tới đây vạch mặt chị ta được. Nếu vì lý do lan loạn loạn luân mà Sáu vừa nói, thì lẽ ra Út phải lên tiếng bảo vệ chị ta chứ. Lẽ nào hắn lại cùng phe với bọn họ mà vạch mặt Diệp hay sao? Lại nữa, họ còn dắt theo con Mạng để làm gì? Những lời của Mạng dù là sự thật, nhưng chẳng lẽ họ tin điều phi lý do chính miệng nó kể ra hay sao? Bảy và Tám dàn ghế ra cho các anh chị ngồi. Hai người ôm cổ hai đứa cháu, kêu chúng qua nhà bác Tư chơi, đừng nghe những chuyện mấy cô bác sắp nói. Khi hai đứa nhỏ dắt nhau đi rồi, bảy người con của ông Một ngồi xuống ghế hết. Mạng cũng nhắc ghế lại gần chỗ Út ngồi xuống. Chỉ có Diệp là đứng. Chị ta vừa ngơ ngác vừa tức giận, bỗng nhiên nổi xung thiên, rít lên. Mấy người định làm gì? Tại sao lại dắt thay đến hết đây vậy? Tôi không có mời mấy người, đừng có mang mấy bản mặt hãm tài vô nhà tôi đó. Sáu khịt mũi, biểu môi. Nhà nào là nhà của bà? Nãy giờ tôi nói, bộ bà điếc hay sao mà không nghe vậy chứ? Chị hai vỗ tay xuống bàn, nhịp nhịp mấy cái. Không ai rảnh hơi để đôi co với hạng người như nó. Hôm nay, tao muốn trước mặt mấy đứa con của cha. Nghe mày, mày là con Diệp đó. Tự thú coi, trong thời gian cha tao bệnh ở bệnh viện, mày nuôi cha tao kiểu gì, đến nỗi cha tao chết tức tử như vậy? Hỏi để khẳng định, chứ không phải để nghe mày chối quanh chối quẩn biết chưa? Diệp nhếch môi cười khinh khỉnh. Cái gia đình này ngộ ghê á. Cha mình bệnh, không có bản mặt nào đi nuôi, giao khoán cho con dâu là tôi. Bệnh nặng á thì chết, ai mà già không chết chứ? Mà hễ chết là đổ thừa cho người nuôi hay sao? Tôi cũng lo cho ổng ăn ngày ba bữa, lau chùi đổ bô cho ổng, thuốc men á có chú Út cho uống. Tôi trợ cái gì? Tôi làm gì khiến ổng chết hả? Mắc cười, tự nhiên kéo cả bầy chó hùa lại nhà người ta hỏi tội à? Mạng bức xúc đứng lên đi về phía Diệp. Bà nói nghe suông ơn hen. Vậy chứ khi bác kêu anh Út biểu bà về, bà trả lời sao với bác? Khi tôi tới thăm á, bà ngoắt tôi vô, bà xô đẩy tôi ra ngoài với ý đồ gì?
Hôm sau cái lúc bà về nhà lấy đồ, tôi chạy vô gặp bác. Bác nói với tôi là bà với anh Út có quan hệ, làm bác thấy khó chịu lắm. Biểu tôi nể mặt bác mà về kêu anh ba qua cho cái cặp này về. Bởi vì anh Út vẫn còn theo công trình, tối mới chạy đến. Bác ngại chỉ có bà ở với bác. Tôi mới nói với anh ba xong hôm trước. Hôm sau bà với anh Út đưa bác về vì đã mất. Bác mất trong tư thế như vậy, bà kêu tôi tin là tình cờ sao? Tôi đã cảnh báo bà mấy lần sau khi chôn cất bác, nhưng lần nào bà cũng chửi tôi. Bà còn nghênh ngang nói anh Út là của bà, đố tôi dám đụng tới nếu không muốn cái mặt rách nát. Bà nhớ cái hôm bà thấy tôi với ảnh nằm trên gián không? Bà ào vô nằm giữa, giãy đành đạch ghen tuông. Anh Út năn nỉ tôi kể chết nên tôi mới im, nhưng tôi đã kể cho chị Tám nghe. Rồi mỗi khi anh Út đòi dứt khoát với bà thì bà cứ xách xe chạy theo ảnh hoài, nói nếu ảnh bỏ bà thì bà sẽ treo cổ chết trong nhà ảnh, rồi vong hồn sẽ đeo bám ảnh cả đời. Bà đâu có biết ở với bà, nhưng ảnh luôn nhìn thấy cha mình mỗi khi đêm về. Cha ảnh nằm trên cái ghế bố quen thuộc, mắt mở trừng trừng nhìn ảnh. Bà không nghĩ ra là lương tâm ảnh xấu hổ với cha mình, với các anh chị mình, nhất là anh Sáu hay sao? Bà cứ đem cái chết ra hù dọa. Bây giờ ai cũng biết rồi, bà cứ treo cổ chết đi. Chết đi để anh Sáu làm đám ma cho bà. Vậy là trọn tình trọn nghĩa vì bà đã sanh cho ảnh hai đứa con. Chết đi, tôi tin không ai thương tiếc bà đâu. Diệp sấn lại tán vào mặt mạng, nhưng cô mạnh hơn, đón lấy cánh tay của Diệp giật xuống. Chị hai nghiến răng trèo trẹo. Khốn nạn, tao chắc mày cũng đã từng cãi cha tao ông ống trong bệnh viện rồi. Mày đã làm gì cha tao? Nói mau. Trời, bà đi nghe con quỷ cái này nó nói nhảm mà. Nó ăn không được nên phá cho hồi đó. Ăn gì? Phá ai? Mày nói cho rõ ra. Không thôi tao giả cho bể miệng bay bây giờ. Con mạng nó giàu hơn thằng Út. Ăn gì ở thằng Út hả mày? Phá ai? Phá mày không cho cặp sách với thằng Út hay sao? Con mạng nó hiền à. Chứ gặp tao là bà cố bắt mày rồi. Chị dâu gì mà xấu xa vậy chứ? Thằng chồng mình còn sờ sờ ra đó mà lại đi ngoại tình. Mà ngoại tình với ai? Với em chồng, là đứa nhỏ nhất nhà, nhỏ hơn mày cả chục tuổi. Sao mày thối tha như vậy hả Diệp? Mày thèm khát đàn ông chỉ với một thằng chồng chưa đủ hay sao? Mày thèm khát ai? Thèm khát em ruột của chồng mình. Bởi vì nó trẻ trung, nó mạnh khỏe hơn anh nó sao? Mày nghĩ sau khi biết được sự thật, chính mày làm cha nó chết tức tưởi, nó còn có thể ôm ấp mày nữa hay sao? Thằng em tao khốn nạn, mày còn khốn nạn hơn. Trước khi trừng trị nó, tụi tao phải trừng trị mày trước. Thằng Sáu không bỏ mày thì nó còn xứng vào mặt ai nữa không? Má tụi tao mất sớm, cha tao quá vợ khi mới hơn 40 tuổi. Gà trống nuôi con khôn lớn một mình, dựng vợ gả chồng cho con, cả đời tích cóp không dám xài phí. Chị em tụi tao thương yêu và hiếu thảo với cha, chưa có đứa nào dám trả treo với cha tao một câu. Lúc cha tao bệnh, có thằng Út theo nuôi, có con dâu theo phụ. Bởi vì mày che đậy quá khéo nên chị em tao không nhìn ra. Hỡi ơi, ai làm chị dâu mà lại cặp sách với em Út của chồng như mày hay không? Nói mau, mày đã làm gì cha tao? Nói mau. Hôm nay phải rạch rồi, phải sáng tỏ để cha tao yên lòng mà nhắm mắt. Coi như chị em tao vuốt mắt cho cha mình, mày biết hay không? Diệp không hề thấy xấu hổ mà đưa mắt nhìn Út. Chị ta mong mỏi anh mở lời bên giật mình. Nhưng không, Út vẫn ngồi sát bên mạng, còn tỏ vẻ hài lòng sau khi mạng tuôn ra một hơi dài. Giận quá hóa ngu, Diệp chạy đến lấy cây chổi quét nhà dựng trong vách ra quét sồn sộp. Biến hết đi, đừng có ở đây nói nhăng nói cuội, vuốt mắt vuốt mũi cái gì. Ổng chôn cả mấy tháng rồi, thân xác đã một rửa còn bày ra chuyện này chuyện kia. Nói cho mấy người biết, đây là nhà tôi, không có ai ngồi lại giây phút nào để nói xàm hết. Sáu hét lên. Đi thì bà đi, bà đi ngay, chứ một hồi tôi nổi khùng lên, coi chừng bà bước ra không nổi luôn đó. Mặc cho Sáu la toáng lên, Diệp cầm chổi quét tứ tung. Chị ta dung chổi quét lên người mấy anh chị của Sáu như quét vào không khí. Bỗng cây chổi như bị ai nắm lấy, và đôi tay của chị ta cũng dính cứng vào không buông ra được. Trước mắt Diệp là gì thế? Là ông Một. Ông Một ngồi ngay cái bàn cạnh chị hai với đôi mắt mở trừng và cái miệng tứa máu, đang hậm hực nhìn chị ta. Bàn tay phải của ông nắm chặt thân chổi, bàn tay trái nắm lấy cánh tay giơ lên của Diệp, không cho chị ta nhúc nhích. Ông Một từ từ kéo cây chổi lại gần mình, kéo theo cả Diệp,
Chị ta cố sức dùng giấy vẫn không ăn thua. Hoảng kinh, Diệp khóc òa lên. Cha ơi, cha tha cho con, tha tội cho con cha ơi. Diệp nghe gian giảng tiếng ông Một từ xa, nhưng lại vội chát chúa vào tai chị ta. Mày đã làm gì, nói gì với tao? Hôm nay mày phải tự thú ra hết với các con tao. Bằng không, tao sẽ bắt mày theo để hầu hạ tao. Rồi tao sẽ đày xác mày như tôi tới thời phong kiến cho mày biết mặt. Đồ khốn kiếp! Gia đình tao không thể có đứa con dâu hư đốn như mày làm người nhà, biết chưa? Nếu hôm nay mày không khai ra cho các con tao biết, thì khi mày đi ghe, nhất định sẽ chết vì té sông không tìm được xác. Khi mày đi bộ, sẽ bị xe tông, không còn hình thù con người. Đó là cái quả báo mày phải nhận được do tao xui khiến, biết chưa? Dạ, con biết rồi cha. Xin cha hãy tha cho con trăm lỗi ngàn lỗi với cha. Cha bỏ qua cho con, rồi cha dạy sao con cũng xin nghe. Cha ơi, miễn cha đừng kêu anh Sáu bỏ con nghe cha. Mày còn dám yêu sách với tao nữa sao? Mày sống như thế nào để con cái xa lánh mày như vậy chứ? Mày làm điếm nhục gia phong của cha má mày thì kệ mày. Mày lôi kéo thằng Út phản bội anh mình là cớ làm sao? Bây giờ khôn hồn phải mau khai ra tất cả thủ đoạn của mình khi chinh phục thằng Út và hành động dã man của mày đối xử với tao cho các con của tao nghe. Phán xét mày là do anh chị thằng Út chứ không phải tao. Tuy nhiên, mày nói dối một câu là coi chừng tao đó. Lâu nay tao chưa làm việc mày vì chưa tới thời cơ. Bây giờ mày chạy đằng trời ngang con kia. Diệp khóc nức nở, môi run bần bật. Cả nhà nhìn thấy biểu cảm của chị ta, biết ngay ả đang bị cha họ trừng trị hoặc là bị tự kỷ ám thị. Chị hai nhân cơ hội truy vấn ngay. Mày đã nói gì, làm gì với cha tao? Diệp không nghe tiếng chị hai. Trong đầu chị ta chỉ có hình ảnh ông Một trước mắt. Bất cứ câu nói gì của ai, Diệp cũng nghe thấy từ miệng của ông Một nói ra. Chị ta lắp bắp. Con xin lỗi cha. Cha biểu con về kêu chị hai hoặc mấy em gái qua, nhưng con không kêu. Bởi con sợ khi con về thì mạng sẽ tới. Chính cha nói không muốn Út quen với mạng nữa. Nhưng khi mạng đến thăm, cha lại vui vẻ để nó gọt trái cây cho cha ăn, rồi kêu nó có rảnh thì tới. Mỗi khi nó tới thì Út đưa nó về. Con ghen tức vì điều đó, cho nên con mới xúc xỉm mạng với cha mong ly gián. Nhưng trước đây cha tin, giờ con có nói gì nữa thì cha vẫn không tin. Không biết quỷ nhập con hay sao á, mà lần nuôi bệnh đầu tiên con đã thích chú Út nó rồi. Một bữa ở nhà, chú Út say, con vào phòng chú và xảy ra chuyện. Con hiểu chú Út vì sợ xấu nên không dám nói ra, cũng không dám xua đuổi con. Cha biết nên không muốn con đi theo nuôi, nhưng mỗi khi cha nhập viện đều hôn mê nên cha đâu có cản con được. Khi tỉnh dậy á, cha nhất định đuổi con về. Con đã hỗn hào trả treo với cha. Chú Út ngồi đâu con ngồi đó, nên cha không nói với chú được rằng cha không ưa con vì trong phòng vẫn còn nhiều người bệnh. Khi con mạn qua, cha tỏ thái độ ân cần với nó, muốn nó thay con chăm sóc cha. Rồi khi xuất viện, cha sẽ cưới nó cho chú Út. Con tức quá mới dằn mâm sáng chén với cha, bỏ đói cha. Người nuôi bệnh kế bên thấy vậy mới học với chú Út. Con nghĩ chú Út cũng mê con nên càng làm trận làm thượng. Ngờ đâu lúc đó chú đã cặp với cô khác, cũng đang nuôi cha mình ở bệnh viện rồi. Cha biết, con mạng cũng biết, chỉ có con không biết. Tới chừng con phát hiện ra, con mạng nó cười vô mặt con, nói là cha đã hứa với ông già kia sau khi xuất viện thì sẽ cưới con đó cho chú Út. Con mạng quen chú Út được ngày nào hay ngày nấy thôi. Nó không giành giật chú Út với con nữa vì chú đã có bờ bến khác rồi. Vậy là tranh thủ khi phòng bệnh vắng người, con đã lớn tiếng với cha. Mã lị cha là thấy nhà người ta giàu nên ham, muốn chú Út vô hốt của. Cho dù cha có dùng trăm phương nghìn kế, cũng không hất con ra khỏi đời chú Út được đâu. Những điều này, chú Út và con Mạn không biết. Khi con hỏi về con nhỏ đó, thì chú Út nói là Mạn cố tình chọc tức con. Thôi kệ nó đi. Ngờ đâu, hôm sau ông già đó khỏe mới qua thăm cha. Rồi hai người bàn tính chuyện coi ngày bỏ trầu cau. Con nhỏ đó cũng chạy qua đêm này đêm kia cho cha. Con hỏi thì cha nói, tao chọn vợ cho nó rồi,
bay đừng có xen vô. Với lại bay không có tư cách xen vô, con mới hỗn hào nạt cha. Ông Ngon á, làm thử tôi coi. Vợ ông có muốn về nhà mà coi vợ cho chú Út cũng không phải dễ đâu. Đừng có ghẹo gan tôi. Rồi không biết á, ông ứng bà hành gì mà con lấy cái khăn đè cha lại tới ngột thở. Mắt cha trợn trừng nhưng đâu có học máu. Ngay lúc đó thì con mạng tới, con mới xô nó ra ngoài mà nói là cha cấm không cho nó vô. Nó cứ bường bường vô, nhưng con nhất định lôi ra. Lúc đó trong phòng không còn ai, vì người ta xuất viện về hết rồi. Khi con trở vô thì cha đã chết. Cha ơi, con không cố ý giết cha đâu. Tại con mạng là mất thời gian cấp cứu. Chứ nếu nó không tới, khi cha ngột thở thì con đã kêu bác sĩ cấp cứu cho cha rồi. Chị hai giận run người, đứng dậy tát bôm bốt vào mặt Diệp. Chị vừa ngưng tay thì anh Tư đã nắm tóc Diệp giấu thêm mấy cái nữa. Xong tới anh Sáu, tất cả những đứa con đều xông lại Diệp. Kẻ đánh, người đá, chị ta văng ra khỏi cây chổi ông Một đang cầm. Chị Bảy hét lên lanh lảnh. Trời ơi, đồ mặt người lòng thú. Đã vậy còn đổ thừa cho mạng. Vì mạng mà không kịp cứu cha tao. Trên đời sao có hạng người như mày vậy chứ? Uổng cho anh Sáu tao coi mày là vợ bao nhiêu năm qua. Trời đất ơi, nghĩ tới cái cảnh mày đè cha tao chết ngạt mà tao muốn giết mày quá. Thứ người gì mà ác nhân thất đức vậy chứ? Bộ mày tưởng cha tao chết thì không ai ngăn cấm thằng Út với mày hay sao? Mạng chen vô. Bà làm chết tươi rồi bà Diệp. Anh Út với cô kia vẫn giữ mối quan hệ. Ảnh vẫn qua lại với cổ, chờ bác Mãn tan rồi cưới. Thật ra tôi với anh Út không có gì nữa rồi. Tại tụi tôi muốn đánh lạc hướng bà thôi. Thỉnh thoảng tôi tới lui để ghẹo gan bà, cho bà làm tới để mấy anh chị biết. Chứ tôi và ông chồng tôi đã làm lành với nhau rồi. Tụi tôi vẫn chưa ly dị mà. Ảnh biết chuyện nên cũng phối hợp với tôi để vạch mặt bà đó. Bà bị tứ bề thọ địch rồi. Bây giờ chuẩn bị vô tù là vừa. Những lời bà vừa thú tội, tôi đã quay phim và ghi âm lại hết rồi. Đây sẽ là bằng chứng cho việc giết cha chồng của bà. Để rồi bà phải trả lời sao với pháp luật đây. Lúc ấy, Diệp đã hoàn toàn tỉnh táo. Chị ta biết mình vừa làm gì nói gì thì hồn vía lên mây. Nhìn lại chỗ ông Một ngồi hồi nãy, Diệp không thấy gì cả. Chị ta bị ma ám rồi hay sao mà khai ra tuốt tuồn tuột vậy chứ? Bây giờ, tất cả những người có mặt ở đây đều đã nghe rõ từng lời. Con mạng lại quay phim và ghi âm. Muốn chối làm sao mà chối? Ôi, cái thằng Út khốn kiếp kia, nó đã ăn nằm với ả bao nhiêu bận. Nếu nó không thương yêu chi ả, sao lại gieo vào lòng ả sự hy vọng chứ? Ả đã thống nhất với Út rồi. Không ai lệ thuộc ai, chỉ khi nào cần thì tìm đến nhau. Ả vẫn luôn là chị dâu của Út. Cho dù sau này Út cưới bất kỳ ai cũng không được từ chối ả dù chỉ một lần. Bây giờ phải làm sao đây? Bỗng Diệp đau đớn thét lên khi chị hai bất ngờ dùng 10 đầu ngón tay của mình cào thật mạnh vào mặt ả, kéo thành 10 đường dài tướm máu. Diệp gục người xuống mấy phút, cảm thấy mình bệ rạc như không còn sức sống. Ả chỉ mong Út lên tiếng bên giật mình một lần thôi cũng được. Nhưng không. Chị hai giận dữ nhìn Diệp bằng ánh mắt căm thù, môi chị mím chặt, tiếng nói rít lên từ cuống họng. Tao đã thề trước vong linh của cha tao, là tao phải cào rách mặt kẻ đã hại chết cha, để vuốt mát cho cha tao nhắm lại, để cha tao yên tâm mà siêu thoát. Mày đã làm gì thì pháp luật sẽ trừng trị mày. Nhưng mấy vết thẹo để đời này sẽ luôn nhắc nhở mày rằng, mày đã từng là một đứa bán rẻ lương tâm, không xứng đáng làm người. Anh Tư nghiêm khắc nói với Sáu. Chuyện này đồn đãi ra ngoài xấu anh xấu em. Nhưng giải quyết hậu quả là phải tức khắc giải quyết liền. Mày lập tức ra tòa xin ly dị với nó ngay. Nhà này không chấp nhận nó nữa. Thứ đồ hại cha hại mẹ, ác nhân súc sinh. Rồi đem video của mạng vừa quay ra trình báo chính quyền để người ta phân xử nó. Sau đó, chị hai và tụi mình sẽ đi nối vợ chồng thằng Út theo di nguyện của cha. Cưới ngay sau đám giáp năm của cha, không chờ mãn tang. Bởi vì như vậy, cha mới yên tâm mà nhắm mắt, coi như thực hiện đúng lời chị hai nói. Vuốt mát cho cha, dù cha đã không còn. Chị hai quay sang Út, trừng mắt.
Đứa nào lo cho nó thì lo, tao không lo. Kể từ bây giờ, tao không có thằng em như nó. Thứ khốn kiếp, tao cũng làm biếng không muốn nói tới nữa rồi. Trống treo ai dám đánh thùng, bậu không ai dám dở mồm chui vô. Nó cũng sau đó mới có chuyện tác tệ như vậy. Trừng trị con kia thì nó cũng không thể yên ổn được đâu. Rồi chị hai bước lại nắm tay mạn ân cần. Cảm ơn em đã phối hợp với gia đình dạch mặt con quỷ cái này. Chúc mừng em đã tìm lại hạnh phúc của mình. Phải như vậy để con có cha có mẹ. Còn trường hợp của thằng Sáu, buộc phải cách ly con mẹ tồi tệ đó ra khỏi đám con của nó. Sáu vào trong, lôi vali của Diệp dứt ra ngoài. Còn chờ gì nữa mà không đi đi, biến khỏi mắt chúng tôi, rồi chờ ngày ra tòa. Tình nghĩa coi như chấm dứt hôm nay. Diệp nhìn qua tất cả mọi người, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt khinh thị. Ả biên mình không còn cơ hội gì nữa rồi. Ả phải về nhà, năn nỉ cha má mình đến gặp chị em họ xin bãi nại. Không khéo lớn chuyện sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm. Rồi vào tù thì còn gì tương lai. Diệp không cam tâm, thật sự không cam tâm. Chị ta đã đến bước đường cùng này mà thằng Út chuẩn bị cưới vợ, con mạn về với chồng. Khốn nạn xiết bao. Nhưng bây giờ, chị bị tống cổ ra khỏi gia đình họ trước sự chứng kiến của Út mà anh ta không một lời bênh vực. Còn hy vọng gì về anh ta nữa chứ? Chị mong rằng chị hai sẽ có cách trị Út xứng đáng với lỗi anh ta gây ra với Diệp, và Út cũng phải nhận hậu quả tương đương với chị ta. Diệp thiểu não kéo vali sình sạch ra ngoài, bên tai còn vang vẳng tiếng của ông Một. Hãy vì con mày mà sống cho tốt, nếu không coi chừng tao đó. Nhớ là không được động đến đám con cháu của tao, liễu hồn nghe chưa? Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.